Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì hội nghị của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố lấy ý kiến góp ý dự án luật đất đai sửa đổi. Cảm ơn đồng chí đã dành thời gian để... Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, dự án luật đất đai sửa đổi là dự án luật rất quan trọng, tác động đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống người dân. Theo quy trình 3 kỳ họp, dự kiến Quốc hội sẽ thảo luận và thông qua tại kỳ họp thứ sau tới. Từ thực tế thành phố triển khai có nhiều khó khăn vướng mắc, Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu tham gia góp ý theo hướng đi sâu vấn đề và xuất phát từ thực tiễn. Qua nghiên cứu dự án luật và thực tiễn triển khai, các đơn vị địa phương đã có nhiều ý kiến đề nghị Quốc hội xem xét. Trong đó, từ thực tiễn phát triển đô thị Đà Nẵng và cả nước nói chung, các đại biểu cho rằng việc thực hiện các dự án cầu vượt, hầm chui là cần thiết. Tuy nhiên, cần xem xét những tác động và có chính sách phù hợp với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Khi nhà nước thực hiện các dự án này, nhất là các dự án cầu vượt, hầm chui, thì mặt cắt đường trước nhà của người dân giảm xuống đường nhỏ hơn, thiệt hại của người dân là hiện hữu. Tuy nhiên, hiện nay thì chưa có hành lang pháp lý để giải quyết chính sách bồi thường, hỗ trợ trong trường hợp này. Trong thời gian qua, thì tại thành phố Đà Nẵng chúng ta có hai dự án, đó là cầu vượt Ngã Ba Huế, hầm chui Nguyễn Tri Phương, Điện Biên Phủ. Là địa phương thực hiện nhiều dự án với hàng vạn hộ dân phải di dời giải tỏa, vấn đề tái định cư cũng được các quận huyện quan tâm, nhất là với các trường hợp xây dựng nhà trên đất nông nghiệp có nhu cầu tái định cư. Qua thống kê, trên địa bàn thành phố có đến hơn 1.000 hộ xây dựng nhà ở trên đất không phải là đất ở thuộc diện giải tỏa, thu hồi đất. Cái điều 111 về bố trí tái định cư cũng có phương án, tôi thấy rằng là hợp lý, bởi vì người ta quy định rất rõ là hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở mà đủ điều kiện bồi thường về đất theo quy định của luật này mà có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở địa phương có điều kiện về quy đất thì được bồi thường bằng giao đất ở của nhà nước. Tôi nghĩ là cái này là mình cũng nên là ủng hộ để cho nó đỡ bớt giảm cái hệ quả của việc giải phóng mặt bằng ở địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tham gia nhiều ý kiến góp ý liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, về căn cứ xác định giá đất và việc xây dựng bản giá đất, về cụ thể hóa chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm cùng những vấn đề quan trọng khác.